Thank you.
hai anh em ơi. Rồi, hello anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Hiếu Phương Lâm. Hôm nay có lẽ là một ngày khá là suôn sẻ anh em ạ. Chưa kịp chào anh em nữa thì đã gặp được chú chim đầu tiên của ngày hôm nay là đã dính rồi đây. Đó, màn khởi động rất ok. Và hiện tại thì hôm nay là Hiếu tiếp tục có mặt tại xã Đa My của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thì đang trên đường Hiếu đi vào bãi đắn đây anh em. Nhưng mà đang đi ngang đường này thì nghe có một con nó hót ở trên này, hót rất là sung. Bây giờ thì trời còn khá là sớm, bây giờ chỉ mới 6:20 thôi anh em ạ. Và Hiếu móc chim ra thì đã được một chú này. Và đây là một chú bổi đầu tiên của ngày hôm nay, cũng là một chú chim về đấu, giọng đấu rất tốt. Đó. Và bộ của nó cũng khá to nha anh em. Con này nó ở ngay lề đường luôn. Đây này, xe cộ chạy qua chạy lại ầm ầm luôn mà nó không sợ anh em ạ. Nó ở đây, có lẽ là nó ở đây lâu rồi, nó quen rồi, cho nên là nó không có sợ xe nữa. Đó. Chưa vào tới bãi đắn thì mình đã được một chú rồi. Rất là ok nha anh em nhé. Và đây có bác gái đang pha cà phê cho mình đây. Đấy, mình đang đợi cà phê, mình uống một ly cà phê rồi mình tiếp tục mình đi nha anh em. Rồi, khởi động rất là suôn sẻ. Đây anh em, và đây chính là chim mồi tân binh của mình. Ngày trước là của mình, nhưng mà bây giờ nó đang là cuộc sở hữu của thằng em. Thì mình đang mượn nó đi đắn nha anh em nhé. Chim mồi tân binh chơi rất tốt. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ uống một ly cà phê rồi mình tiếp tục di chuyển vào bãi đắn nha anh em nhé.